Quý cô bác, anh chị thân mến, mình là Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được bề trên ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, càng về Tết càng giàu có. Thưa quý anh chị Tân Hợi thân mến, là con lợn được mệnh danh khuyên dưỡng chi chư, lợn nuôi nhốt, nhưng con lợn Tân Hợi có vẻ chưa được nhiều phúc lắm. Khi cuộc đời của họ chưa bao giờ là thuận lợi hanh thông, mọi thành tựu họ có là do công sức của họ, mọi vị trí họ đạt được là do nỗ lực của họ. Dần dần bò lên trong cuộc đời của Tân Hợi sẽ phải trải qua không ít chông gai, cơ cực, chẳng ít thị phi bất công, nhưng rồi tất cả những thứ ấy sẽ qua đi, cũng giống như câu nói qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Năm 2023, Tân Hợi đối mặt với muôn ngàn thử thách, đôi khi khiến anh chị áp lực đến độ tức ngực, khó thở. Nhưng rồi cũng là năm 2023, nó sẽ mang đến cho anh chị ngày tới gọi là chuỗi ngày phát tài. Nó chính là câu trả lời của thần tài sau những gì anh chị đã phải trải qua. Chỉ với tháng 12 âm này, Tân Hợi cũng đủ gây dựng cơ ngơi cả một đời. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, ta muốn phú quý giàu sang mà trời sinh ra không trao cho thìa vàng niết bạc, thì cái ta có thể quy đổi, cái ta có thể cho đi chính là sự chăm chỉ, sự kiên cường, nỗ lực và bền chí, bền tâm, thiện tâm và cầu tiến, cầu thị, không chê việc nhỏ, không tham lợi lớn, không sân si những việc không liên đới đến bản thân, học và làm tập trung vào câu chuyện của mình, bài toán của bản thân, rồi từ từ mà mưu toan sự nghiệp lớn. Ta muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, an bình, thì cần quy đổi là sự bớt chơi, bớt lang thang, bớt chơi bời lại, giữ cái đạo thủy chung, giữ cái mốc người mình thương, tránh mông lung rồi đổi gió, chú tâm đến gia đình, quan tâm đến bạn đời, hiểu việc kiếm tiền lo cho gia đình là khó, việc nhà đối nội đối ngoại càng có hơn nhiều. Không phải để kể công mà là để dồn tâm chia sẻ cùng đồng hành vượt qua những bão bùng mệt mỏi. Có chăng chúng ta luôn mong thật nhiều, muốn thật lắm, mà lại chẳng chịu dồn sức dồn tâm vào mà theo đuổi. Ở đời đâu có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống, cũng làm gì có sự tự thành nào tự may mắn. Muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải nỗ lực vì nó, ước mơ gì thì phải chiến đấu vì nó. Cho một kiếp nhân sinh nhiều ngược xuôi, lắm mỏi mệt, tự thành có thể ở thiên ý, nhưng máu lửa là ở nhân ý, kiên trì là ở tâm ý. Rồi hoa sẽ nở, rồi quả sẽ kết, mật ngọt sẽ đọng về từ những giọt sương, cực nhọc giọt mồ hôi bộn bề, những vất vả bền bỉ mà ta đã quy đổi mỗi ngày. Sang tháng 12 này, anh chị Tân Hợi thoát khỏi cái tháng 11 âm, tức thoát khỏi cái tháng xấu nhất, cái tháng phiền phức nhất, cái tháng cầu cắn nhất, để bắt đầu về lại quỹ đạo hân hoan cho cuộc đời của mình. Những họa hại đâu đâu trên trời rơi xuống trong tháng vừa rồi cũng sẽ tự nó giải quyết, tự nó ra đi, không khiến Tân Hợi thêm phiền hà với bản mệnh. Điểm chuyển vận hơi muộn một tí, hơi trễ một tẹo. Đầu năm 2023 đến giờ vẫn thấy đen như năm ngoái, hoặc còn mệt hơn năm ngoái. Thì nay những tia sáng ban mai đã bắt đầu chiếu rọi cho Tân Hợi trong tháng 12 tới rồi, nên muộn còn hơn không. Cuối cùng cũng có thuận lợi, may mắn, còn hơn cứ mãi bươn trải tự thân. Không cần nói gì nhiều, vì đường bản mệnh đi họ đã tự quyết xong xuôi cả rồi, vậy thì cứ đi thôi. Thời gian qua của anh chị như thế nào, công việc có bận rộn mệt mỏi lắm không ạ? Anh chị hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều và đừng đau ốm gì cả. Cảm ơn anh chị đã lựa chọn Minh Đường Tử Vi như một nơi gửi gắm những tâm sự thân thiết. Hãy kiên cường lên anh chị nhé. Thời gian qua cuối cùng thì Minh Đường Tử Vi cũng đã luận giải ra chuỗi ngày phát tài cho bản mệnh, chính là tháng 12 âm tới. Anh chị hãy tận dụng thời cơ này để lấy lại tất cả những gì mình nên có nhé. Tuổi Tân Hợi cầm tinh con lợn, có ngày sinh trong khoảng từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Dung lịch, thiên can Tân kết hợp với địa chi Hợi, ý nghĩa khuyên dưỡng chi chư, lợn nuôi nhốt. Nam mạng Tân Hợi 1971, mệnh kim,
thoa xuyến kim, vàng trang sức. Thoa xuyến kim của Tân Hợi là nạp âm hoa giáp thuộc mệnh kim trong ngũ hành. Theo nghĩa Hán Việt, thoa là cây châm, xuyến là khuyên tai hay bông tai và kim là kim loại, vàng bạc hoặc là châu báu. Như vậy, thoa xuyến kim là nạp âm dùng để chỉ chung những loại trang sức quý giá và sang trọng được làm bằng vàng, bạc. Đặc biệt hơn, cây châm và khuyên tai này chỉ dùng cho những địa vị cao cấp như vua chúa của thời xưa. Chính vì vậy đây là nạp âm được coi là quý giá nhất, cao sang và quyền quý nhất trong 6 nạp âm của hành kim. Những người Tân Hợi thuộc nạp âm này đều có khí chất hơn người, đầu óc thông minh và có sự tư duy nhanh nhạy trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra họ cũng có năng khiếu về nghệ thuật như hội họa, ca hát. So với tất cả các nạp âm thuộc hành kim thì thoa xuyến kim nhận được nhiều may mắn, cơ hội và có nhiều sự trợ giúp của quý nhân phù trợ nhất. Chính vì thế, con đường của họ không có quá nhiều chông gai hay thử thách. Nhìn chung, nạp âm này có tính cách rất hòa nhã, ôn nhu và điềm đạm, làm nổi bật lên khí chất quý phái, lịch sự và thanh tao. Đây không phải là họ cố tình tỏ ra như vậy, mà bản chất con người của họ là như vậy. Người mệnh thoa xuyến kim cũng là người sống khá nội tâm và kín đáo. Họ luôn giữ chừng mực với mọi mối quan hệ, không thích tâm sự những suy nghĩ của bản thân cho người khác. Thay vào đó, họ thích đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ có những người họ tin tưởng, thân thiết thật sự thì Tân Hợi mới bộc bạch nỗi lòng của bản thân của mình. Tuy nhiên, thoa xuyến kim có một nhược điểm mà cần phải khắc phục, đó là sự tự mãn và kiêu ngạo. Họ biết được bản thân có ưu điểm gì và bản thân luôn cố gắng để đạt được thành công. Do đó, nhiều khi họ luôn coi bản thân ở trên người khác, tự mãn về bản thân, nên nhiều khi họ đã vô tình vướng phải những rắc rối không hay trong công việc và các mối quan hệ trong xã hội. Hãy khắc phục nhược điểm này, bởi một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu. Bản thân giỏi, nhưng trong cuộc sống vẫn luôn luôn có người giỏi hơn mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Tân Hợi 1971 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tam hội xuất hiện trong vận trình tháng 12 năm 2023 âm lịch của người tuổi Tân Hợi, dự báo những may mắn và thuận lợi sẽ đến với con giáp này. Bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân có thể trở thành hiện thực, thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống, làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Thành tích trong tháng có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt cho con giáp này, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Tháng này, tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các tinh, nên tuổi Tân Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Thời cơ đã đến, bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực. Làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Nhiều cơ hội cải thiện nhân duyên cũng tới trong tháng này, mang tới cho Tân Hợi khoảng thời gian ngập tràn hương sắc yêu đương, vận đào hoa phơi phới. Lợi cho người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cho mình, hãy chủ động tham gia các bữa tiệc, hoạt động tập thể, bạn sẽ thấy điều đang tìm kiếm. Sức khỏe không phải là vấn đề lo lắng trong tháng này, khi tuổi Tân Hợi cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng con giáp này chứa nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc nặng hay khi tham gia giao thông, tránh bất cẩn xảy ra thương tật trước Tết. Về phương diện sự nghiệp, vừa đón tam hội cục tụ khí, tuổi Tân Hợi lại vừa được các tinh hữu bật che chở, đường công danh có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn hoàn toàn có cơ sở để mong chờ những kỳ vọng của bản thân sẽ sớm trở thành hiện thực, công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến. Tất nhiên trước đó, bản mệnh cũng sẽ phải trải qua không ít thử thách, miễn là bạn chấp nhận và kiên trì, thành quả thu về thực sự xứng đáng. Dịch mã động tinh xuất hiện là điềm báo trong tháng có nhiều sự dịch chuyển, tất bật hơn hẳn, nhưng nếu đó là điều cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp tiến triển, thì bạn hãy cứ thảnh thơi đón nhận nhẹ nhàng, chắc chắn sau khi giải quyết xong, kết quả thu về có thể nằm ngoài sự mong đợi. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, kể cả khi chưa thu được kết quả khiến bạn thỏa nguyện. Nhưng dù thế nào, bản mệnh cũng có dư kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Thành tích trong tháng có nhiều đột phá, lại nhận được sự ghi nhận xứng đáng của cấp trên và đồng nghiệp, giúp uy tín cá nhân được nâng cao, hứa hẹn những cơ hội thăng tiến rõ rệt cho con giáp này, thu nhập nhờ thế cũng sớm được cải thiện. Tháng mới cũng sẽ mang tới cho bản mệnh nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân.
Vậy nên đừng quên kết hợp giữa hoàn thành nhiệm vụ và tích lũy kinh nghiệm để ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch nhận thấy tháng này tài vận cũng nhận được sự tương trợ của các tinh nên tuổi Tân Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực, có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ, dù là doanh nghiệp tư nhân hay buôn bán tự do đều có một tháng giáp Tết tất bật, doanh thu đạt mức dự kiến, thậm chí vượt mức, càng những thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm, đi lại càng nhiều, điều này vô hình chung cũng mang tới cho bạn nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi. Nhất là những người đang làm trong lĩnh vực liên quan đến hàng gia dụng, thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, vận tải, càng có nhiều cơ hội thu lời lớn. Thời cơ đã đến, bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì không khó để biến ước mơ trở thành hiện thực. Làm tốt ở giai đoạn này, ra Tết bạn sẽ có sẵn nền tảng để phát triển mạnh hơn nữa. Người làm công ăn lương có thể nhận được những thành quả rất khả quan, những nỗ lực làm việc của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng số thù lao tương ứng. Nhìn chung, làm nhiều hưởng nhiều, trời không phụ lòng người có công. Tiền thu về không ít, nhưng chi tiêu trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên khá rõ cho các mục đích mua sắm cá nhân. Để chuẩn bị cho Tết cổ truyền, điều này đòi hỏi bản mệnh phải chú ý cân đối thu chi để tránh rơi vào cảnh eo hẹp phải thắt lưng buộc bụng vào đầu xuân năm mới. Về phương diện tình duyên gia đạo, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, phương diện tình duyên của người tuổi Tân Hợi thiên về yên bình trong tháng cuối năm này. Đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được, vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, nên không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè, hoặc thử trò chuyện với một người nào đó, có thể người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ đấy. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà đối phương quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về người ấy, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi, đồng thời bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi. Song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn, bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Hợi khá lạc quan trong tháng 12 này, chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi, nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, bạn có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi, để tránh những sự cố không đáng có. Nếu phải tham gia các buổi tiệc tùng, liên hoan, hãy nhớ uống ít rượu bia, ăn ít đồ chiên rán hoặc cay nóng. Khi không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đẵng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Tân Hợi 1971 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác anh chị tuổi Tân Hợi 1971. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Theo ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024, mệnh hỏa, tương khắc với mệnh kim của tuổi Tân Hợi, nhưng có can tân bình hòa với giáp, chi hợi bình hòa với thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Nhìn tổng quan, vận trình tử vi của Tân Hợi nam mạng trong năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực. Ở độ tuổi 54, chủ mệnh đã dày dặn kinh nghiệm, vốn sống, sự hiểu biết nên có thể giải quyết mọi việc, chuyển họa thành phúc. Trong năm 2024, nam Tân Hợi 1971 nên chú ý tu dưỡng lời ăn tiếng nói của mình, dĩ hòa vi quý để tránh thị phi. Chỉ cần giữ được tâm tính điềm tĩnh, suy nghĩ tích cực thì mọi việc sẽ thuận lợi như ý muốn. Vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nam mạng trong năm Giáp Thìn đi theo quỹ đạo vốn có nên không nhiều biến động. Một số nam Tân Hợi đã nghỉ hưu, một số thì vẫn duy trì công việc ổn định, tiến triển khá tốt. Bên cạnh đó, nam mạng Tân Hợi vẫn sử dụng tốt trí tuệ, bản lĩnh của mình để cố vấn, tham mưu cho con cháu phát triển,
Công việc trong năm 2024 của quý ông Tân Hợi Thiên về bảo toàn thành quả nhiều hơn là mở mới những dự án. Nếu có ý định làm gì, mệnh chủ nên cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Đây cũng là thời điểm nam tuổi Hợi 1971 an tâm, thảnh thơi với sự nghiệp của mình. Vận tài chính của nam Tân Hợi 1971 trong năm Giáp thì được ổn định, không lúc nào gặp túng thiếu. Với kỹ năng quản lý dòng tiền, sống có kế hoạch, chi tiêu hợp lý, nên mệnh chủ luôn có tình hình tài chính thuận lợi, đảm bảo dư giả về tiền bạc. Trong năm Giáp Thìn, có thể nam mạng Tân Hợi sẽ đầu tư tiền bạc vào công việc của con cháu và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện. Những việc này đều rất hợp lý, giúp mệnh chủ tích lũy được phước báu, có ích cho sự thịnh vượng của gia đình về sau. Là người lớn tuổi trong gia đình, nam mạng tuổi Tân Hợi biết cách điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên sao cho gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Chủ mệnh sẽ vượt qua được sự khác biệt giữa các thế hệ, giữ tâm khí chuẩn mực, tránh được sự khó tính hay nóng giận, giúp không khí gia đình hòa thuận, êm ấm. Trong năm 2024, quý ông Tân Hợi có thể đón nhận tin vui thêm người thêm của trong gia đình, tình cảm vợ chồng sâu sắc, hạnh phúc viên mãn. Bởi mệnh chủ và người bạn đời dành thời gian yêu thương, trò chuyện với nhau, điều đó sẽ làm giảm sự cô đơn, cảm giác hụt hẫng khi tuổi tác đã bước sang giai đoạn xế chiều. Ở độ tuổi này, vấn đề hàng đầu mà quý ông tuổi Tân Hợi cần ưu tiên chính là sức khỏe. Mệnh chủ cần tránh những công việc quá nặng nhọc và căng thẳng. Cùng với đó, bản mệnh thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh, vận động thể dục thể thao mỗi ngày, giúp tạo năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái. Ngoài ra, nam tuổi Tân Hợi không nên chủ quan, thay vào đó hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên để điều trị hợp lý. Luôn chủ động chăm sóc bản thân là chìa khóa để quý ông có một lối sống lành mạnh, cuộc đời an vui. Năm 2024, tuổi Tân Hợi nam mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần. Hạn này sẽ tác động đến nam mạng Tân Hợi có tính cách quá cầu toàn, ích kỷ, còn với mệnh chủ biết thông cảm cho người khác, nhiều năng lượng tích cực, không quá truy cầu mà biết hài lòng với thực tại thì không cần lưu tâm. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn, mệnh chủ nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, giữ tinh thần vui vẻ, tạo niềm vui mỗi ngày thì sẽ không ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên thăm khám định kỳ để chữa trị bệnh cũ, đảm bảo sức khỏe ngày càng tốt hơn. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi tuổi Hợi 1971 nữ mạng trong năm 2024 có một số thử thách đầu năm, nhưng về sau gặp nhiều yếu tố thuận lợi như ý. Mệnh chủ không nên quá lao tâm làm việc mà cần ưu tiên đến sức khỏe bản thân nhiều hơn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, sẽ mang đến nhiều niềm vui mỗi ngày. Trong năm 2024, nữ Tân Hợi 1971 không còn phải vướng bận chuyện gia đạo, con cái đã lớn khôn, tự lập nên mệnh chủ có thể yên tâm. Bên cạnh tin vui gia đạo, nữ mệnh Tân Hợi sẽ có thêm nhiều năng lượng tích cực từ việc ăn chay, hướng Phật, cuộc sống tự tại, an nhiên. Năm Giáp Thìn, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nữ mạng không có nhiều biến động, khá ổn định. Một số đã về hưu lo công việc gia đạo, một số vẫn đi làm thì sẽ duy trì những công việc nhẹ nhàng, không còn gánh nặng kinh tế, nên tâm lý làm việc của quý bà cũng thoải mái hơn. Công việc trong năm được nữ mạng Tân Hợi thực hiện cẩn thận và chu đáo. Nếu có ý định đầu tư, lời khuyên cho mệnh chủ là không nên vội vàng, cần thận trọng tìm hiểu kỹ và lựa chọn phương án an toàn. Vận tài chính của nữ Tân Hợi 1971 năm 2024 vẫn có sự tiến triển đều đặn từ kế hoạch dài hạn của mệnh chủ. Các khoản thu chi rất hợp lý, vì vậy nên cuộc sống không có áp lực tài chính, duy trì được những khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai. Năm Giáp Thìn, nếu nữ mạng Tân Hợi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới thì nên suy xét cẩn thận. Nếu cho vay mượn tiền hoặc ký kết hợp đồng, mệnh chủ nên có giấy tờ rõ ràng, minh bạch để không gây nhầm lẫn sau này. Gia đạo nữ mạng tuổi Tân Hợi năm nay được hưởng êm ấm, thuận hòa, con cháu có được cuộc sống tốt, thành đạt, độc lập về kinh tế. Do vậy mệnh chủ có thể được nhờ con và sống hạnh phúc, thảnh thơi. Năm 2024, Tân Hợi nữ mạng sẽ có nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, nghỉ ngơi cho bản thân thêm năng lượng. Bên cạnh đó, quý bà nên tích cực làm việc thiện, khuyên răn con cháu sống tốt đẹp để tăng trưng phúc đức, giữ gìn truyền thống gia đạo. Ở độ tuổi 54 này, quý bà Tân Hợi không nên chủ quan với sức khỏe của mình, hãy tích cực chăm sóc bản thân bằng cách giảm khối lượng công việc lại, tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc, thường xuyên thăm khám định kỳ để biết được tình hình sức khỏe. Trong cuộc sống hàng ngày, dù có gặp chuyện gì, thì nữ mạng Tê Hợi cũng bình tĩnh đón nhận, tích cực lạc quan, không nên quá lo lắng, giữ cho tâm lý vững vàng, an yên thì sẽ khỏe mạnh từ trong ra ngoài.
Năm 2024, tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp hạn toán tận, vận hạn này chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ, không chi tiêu lãng phí. Điều quan trọng là nên tính toán kỹ lưỡng trước những quyết định đầu tư liên quan đến tiền bạc trong năm nay. Khi giao dịch mua bán, mệnh chủ cần chú ý kiểm tra đầy đủ hóa đơn, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết để tránh sai sót, nhầm lẫn. Vận hạn năm 2024 sẽ được hóa giải nếu Tân Hợi nữ mạng biết tu tâm dưỡng tính, sống thiện lương, giữ gìn phẩm chất đức hạnh, làm nhiều việc tốt, gieo duyên lành, như vậy không những cải thiện được cuộc sống mà còn tích nhiều phúc đức cho bản thân và gia đình. Và bây giờ là vận trình tử vi chi tiết tuổi Tân Hợi tháng 12 âm lịch và hóa giải hung cát. Giai đoạn 1, từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 12 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước phát triển cực kỳ nhanh chóng trong khoảng thời gian này, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần, người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng. Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy. Có điều, sao xấu ngũ quỷ cũng khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân, kể cả khi bạn vẫn còn trẻ đi nữa. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, con số may mắn, nam, 7, 26, 54, 79, nữ, 8, 74, 30, 55. Giai đoạn 2, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 12 âm lịch. Người tuổi Tân Hợi có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kỵ, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công. Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần, bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi. Thậm chí một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Chuyện tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bạn và người ấy đã học được cách bao dung cho nhau, dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa. Song không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Các chỉ số trong giai đoạn: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 5 đến 7 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, dậu, tí, con số may mắn, nam, 4, 45, 87, 04, nữ, 2, 90, 23, 47. Sau đây là phần hóa giải hung cát cho quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi trong năm 2024 này. Trong năm 2024 này, tuổi Hợi 1971 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, theo quan niệm dân gian, mệnh chủ có thể vừa làm lễ nghênh đón cung sao, vừa dâng sao giải hạn, nghi lễ thực hiện vào đầu năm, tại nhà hoặc tại chùa, lễ vật tùy tâm và thể hiện được lòng thành kính, tôn nghiêm sẽ được chứng giám. Vật phẩm cầu bình an, may mắn, sức khỏe mà tuổi Tân Hợi nữ mạng nên sử dụng trong năm 2024 là mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Hợi được Phật A-di-đà hộ mệnh, đeo mặt Phật A-di-đà bên mình để cầu bình an, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ bi. Nữ sinh năm 1971 mệnh kim, hợp với mặt Phật A-di-đà đá mã não trắng, tương hợp, và mặt Phật A-di-đà đá mắt hổ, vàng nâu, tương sinh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.